Vậy ta 23.000 các bạn ạ. Đây bán cả chuối xanh này. Đây là chuối. Đây là nhãn ở trong dân họ mang ra bán nữa, chứ không phải cái tạp họ. Tạp bao bao chủ ạ? Mình chưa biết thử là ngọt không, nhưng mà không mua nữa. Tại vì nhãn trong thôn thì hầu như là ngọt các bạn nhé. Đó. 23.000 các bạn ạ. Ok. Đi vào trong chợ này quay tiếp cho các bạn. Và mua thêm ba con cá, mấy con cá biển nữa các bạn ạ. Đây. Đó. Chợ rộng chưa các bạn? Đi sang mới sáng sớm ra chưa quét dọn trong bẩn quá các bạn ạ. Ok, đi sang đây đi tìm cá biển nữa. Đây là khu vực bán cá nha các bạn nhé. Đây tao ý mới hiểu à, nó bảo tao ý à. Lái chưa? Đây là cá biển nha các bạn nhé. Lá chỉ theo thôi mà. Lá san theo nha các bạn. San theo tay nha mô. À, có gì đâu kìa. Đây là mực này các bạn nhé. Đây là mực ống này các bạn nhé. Hôm nào mình sẽ làm một cái món mực để quay cho các bạn xem nhé. Mình sẽ học cách chế biến mực thì mới làm video cho các bạn xem được. Đây là mực này các bạn. Tôi là nhé không? Một tệ các bạn ạ. Ba con cá 11 tệ. Họ đang mổ giúp mình. À, cái gì? Họ đang mổ giúp mình các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi mua ít đồ ăn sáng nữa là về nha các bạn nhé. Thì đã mua được gà, cá, rau rồi. Ăn được mấy ngày luôn các bạn ạ. Sang đây mua một cửa hàng bán đậu này, mua đồ ăn sáng các bạn ạ. Đây là một cửa hàng ăn sáng nhé. Đây là một nước đậu lành các bạn nhé. Ôi cái gì đen đen này các bạn. Được. Bên này bánh rán này. Lắm ai? Đi cần nhiều theo. Ờ. Đi theo. Đi theo. Đi theo à? Ờ. Sang coi ủa. Sang coi ủa. 3 tệ còn là rưỡi còn là 10 đồng các bạn nhé. Ừ, tiền này đâu có tiền nữa. Sang khoai. Sang khoai ủ rồi. Ở đâu? Đây là sáng của mình nha, là một cái quả này, cái nước này. Ê, cái quả này, ở đây. Ở đâu? Ôi. Đây là
đã xong rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình cũng chỉ tìm chỗ nào để ăn rồi về đi làm nữa các bạn ạ. Thì mình cũng xin phép là kết thúc video đây nhé.